Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100 triệu token có hiệu là Panda nha các bạn, chạy trên nền tảng của BNB Smart Chain. Để tham gia dự án hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video còn mở điểm phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow tại Twitter nè. Rồi, các bạn thấy tweet đó các bạn. Theo dõi. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Ồ đẹp quá ha. Tiếp tục các bạn follow kênh Twitter thứ hai nữa nè. Rồi ta. Trên kênh Twitter thứ hai nữa các bạn theo dõi luôn các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp. À, retweet nhá tát. Không biết retweet bài nào ta. Để cho coi đi. Rồi nha các bạn copy hashtag này các bạn vào bài viết đầu tiên nha các bạn. Các bạn theo dõi lên nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉ dán cái tweet nha các bạn. Các bạn tag dán hashtag đó vào nè. Rồi bạn tweet nè. Sau khi bạn tweet xong thì bạn bắt up lên nè. Các bạn join tiếp kênh channel nữa nè. Rồi các bạn xem sao các bạn, rồi bạn bắt up lên. Rồi các bạn join tiếp nhóm chat nè. Rồi các bạn join sao các bạn, rồi bạn bắt up lên nè. Rồi xuống đây thì các bạn điền link form thôi bạn. Dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè. Dòng thứ hai các bạn gọi đường link profile Twitter của tất cả các bạn thì các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nè. Và nhấp vào ba anh cùng nhấp vào một user nữa các bạn nhấp vào ba anh cùng các bạn bấm vào chia sẻ nè các bạn sẽ chép liên kết nè các bạn mới đập lên các bạn rồi tiếp tục thì các bạn gửi lên một link retweet nè thì các bạn mở tài Twitter các bạn lại các bạn nhấp vào ba anh cùng nè. Nhấp vào một user nè các bạn chia sẻ các bạn tài retweet nè bạn sẽ chụp liên kết nè. Các bạn bật đập lên nè. Bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nhé. Cộng anh 3.1, 3.2 nha các bạn. Tiếp tục thì bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 của mình nè. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi tiếp tục thì các bạn điền mã ghép này thì các bạn đi giúp mình ở cộng anh 3.1, 3.2 nha các bạn. Rồi nói chỗ này thì bạn đến quốc gia nào thì bạn điền vào Việt Nam nha các bạn. Rồi bạn bấm gỡ là xong các bạn. Ok như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 100 triệu token Panda đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.